Xin chào các cô nàng xinh gái và các anh chàng đẹp trai đã quay trở lại với video Squat Zone của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ squat cũng như review tới các bạn hai dòng son, hai màu son của dòng 3CE Velvet Lip Tint, đó chính là màu đỏ lạnh và màu hồng đất. Như video trước thì Kiều Oanh đã nói rồi, do không chuẩn bị đủ nên là Oanh chỉ có thể là squat được 7 màu son thôi, đúng không? Tuy nhiên trong video ngày hôm nay Oanh vẫn chưa chuẩn bị đủ và chỉ squat được đến các bạn hai màu son mà lần trước Kiều Oanh chưa review, cũng như là hai màu son khá là hot trong bảng màu của 3CE Velvet Lip Tint, đó chính là màu đỏ lạnh và hồng đất. Ngay bây giờ thì chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu thôi nhé. Nếu như là một trong những tín đồ của mỹ phẩm Hàn Quốc thì hẳn các bạn đều nghe qua cái tên 3CE rồi đúng không? Đây là một trong những thương hiệu mỹ phẩm sinh sau đẻ muộn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên thì ngay từ khi ra mắt trên thị trường dòng son 3CE này thì thương hiệu 3CE Blanda đã gần như là phá đảo thị trường trong nước cũng như là ngoài nước, bởi vì là chất lượng son của mình quá tuyệt vời, cũng như là các dòng mỹ phẩm đến từ thương hiệu này thì được đều chấm điểm rất là cao. Và trong đó thì không thể nào mà không kể đến dòng son 3CE Velvet Lip Tint rồi. Đây là một trong những dòng son vừa lì vừa dưỡng môi vô cùng tuyệt vời mà được các cô nàng kiểu gì cũng sẽ bỏ trong túi của mình một thỏi. Và dù đi ăn, đi chơi hay đi gặp gỡ bạn bè thì các cô nàng đều dùng màu son này của 3CE Velvet Lip Tint. Và đầu tiên chúng mình hãy cùng nhau đi tìm hiểu về màu đỏ lạnh hay còn gọi là Previa nhé. Nếu như các bạn để ý kỹ một chút thì chúng mình sẽ thấy rằng là trong bất cứ thương hiệu mỹ phẩm nào thì cũng sẽ có một chỗ đứng cho màu son đỏ. Và hầu như là màu son đỏ là màu son thời thượng được các cô nàng ưa chuộng hơn rất là nhiều. Và trong đó thì không thể nào mà không kể đến màu son đỏ lạnh của 3CE Velvet Lip Tint rồi. Nói qua một chút về cái màu son đỏ lạnh này, như Kiều Oanh có chia sẻ ở trong rất nhiều video về swatch về son trước, đó chính là màu son lên môi sẽ phụ thuộc vào sắc tố môi của mình. Chẳng hạn như là sắc tố môi của Oanh thì có thiên về sắc tố môi hồng, thế nên là khi đánh nó sẽ để lại một lớp bay hồng ở trên môi. Còn đối với những bạn mà môi của mình sẽ trắng nhiều hơn và không thiên về các sắc tố đỏ thì khi mà lên màu môi thì màu nó lên đỏ rất là đẹp. Và ngay bây giờ Kiều Oanh sẽ squat đến các bạn màu đỏ lạnh này lên tay cũng như lên môi nhé. Và ngay ngày hôm nay thì Kiều Oanh cũng đang bôi màu đỏ lạnh ở đây. Bây giờ chúng mình hãy bắt đầu thôi nào. Và với cái màu son màu đỏ lạnh này thì lên tay khá là chuẩn. Đây. Trời ơi, Oanh cực kỳ thích cái màu đỏ lạnh này luôn. Tại vì nó lên rất là tươi mà ngay cả da của Oanh ngăm mà nó lên cực kỳ sáng da. Và điều đặc biệt đó chính là cái màu này thì mình đánh lên trông mình rất là năng động cũng như là thời thượng. Và không thể bỏ qua việc chúng mình squat lên môi rồi. Và ngay bây giờ thì Oanh sẽ squat lên môi luôn trực tiếp cho các bạn thấy nhá. Và Oanh sẽ cũng không cần tẩy, tại vì là thực ra là hôm nay thì Oanh đang sử dụng màu đỏ lạnh này rồi. Bây giờ thì Oanh sẽ đánh đậm hơn một chút để các bạn xem là nó lên màu như thế nào. Ta-da! Như vậy là Oanh đã squat xong màu này rồi. Nó lên tay thì màu khá là đỏ, nhưng mà như Oanh chia sẻ rồi, bởi vì sắc tố môi của Oanh nó thiên về màu hồng nhiều hơn, thế nên là dù Oanh có đánh màu son nào thì nó cũng sẽ bị hồng một chút và nó sẽ thiên về cái màu tím tím, hơi tím tím một chút. Tuy nhiên thì Oanh đánh giá khá cao về cái màu đỏ lạnh của 3CE này. Màu này lên thì khá là chuẩn cũng như là lên thì rất là đẹp. Và điều đầu tiên và điều đặc biệt nhất là Oanh thấy đó chính là sau khi mà mình bôi, nó sẽ chuyển sang từ lớp tint bóng sang lớp lì. Và cái lớp son này thì nếu như mà mình không ăn uống gì, hay là mình không uống nước, hay không ăn nhiều đồ dầu mỡ, thì nó sẽ giữ cho mình từ 7 cho đến 8 tiếng. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng mình ăn đồ dầu mỡ này, nhất là đồ dầu mỡ, thì nó sẽ chỉ được giữ được cho chúng mình từ khoảng độ là 3 cho đến là 4 tiếng thôi. Và như các bạn có thể thấy thì màu đỏ lạnh này lên khá là đẹp đúng không nào? Và đây chắc chắn sẽ là một trong những màu mà các bạn không thể bỏ qua trong những ngày hè nóng nực và khi mà chúng mình đi chơi, đi dạo hay là chúng mình đi du lịch biển. Và tiếp theo, màu tiếp theo Oanh sẽ review tới các bạn đó chính là màu Near and Tear, hay còn gọi là màu hồng đất. Đây là một trong những màu mà Oanh thấy khá là đẹp nhưng khá là khó đánh. Và bây giờ chúng mình hãy xem nó như thế nào nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau squat lên tay xem cái màu hồng đất này khi mà nó lên tay thì sẽ như thế nào nhé. Và màu hồng đất này thì là một trong những màu sáng tiếp theo ở trong bảng 3CE Velvet Lip Tint. Và theo anh cảm nhận rằng là màu này lên mặc dù nó khá là đẹp nhưng mà lên nó sẽ hơi bị nhạt một chút. Thế nên là hãy nhớ mách qua một chút trước khi chúng mình tô màu này lên nhé.
Vừa rồi thì Oanh đã bôi lên tay rồi và như mọi người có thể thấy thì màu hồng đất này lên tay thì nó khá là chuẩn. Và nếu như màu này khi mà chúng mình đánh lên môi ấy thì chúng mình cần phải make up đậm phần mắt lên. Và khi mà tô thì chúng mình cũng hãy tô nhiều hơn một chút cái phần sau này, bởi vì nó thiên về màu nút đất, thế nên là nó sẽ không được rõ lắm đâu. Vậy nên hãy nhớ là make up thật kỹ lên rồi sau đó đánh son này để chúng mình trông thật cá tính hơn nhá. Và vừa rồi là hai màu son mà Oanh swatch đến cho các bạn, đó chính là màu đỏ lạnh và màu hồng đất. Nếu như màu đỏ lạnh này sẽ dùng cho chúng ta khi mà chúng ta không make up nhiều, thì màu hồng đất sẽ duyên dành cho các cô nàng cá tính và chúng mình sẽ make up đậm ở vần mắt. Các bạn đã chọn được màu son phù hợp hay là ưng ý với mình chưa? Nếu chưa thì hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí, hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn hãy đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm dòng son 3C đến từ Hàn Quốc này nhé. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Oanh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã biết cách chọn cho mình một trong hai màu son vô cùng hot trong bảng màu của son 3C Velvet Lip Tint này rồi đúng không nào? Và Kiều Oanh xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video Squash Son lần sau. Bye bye!